Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình làm cái video clip này thể theo nguyện vọng của một số bạn đã nhắn tin cho mình rất nhiều để hỏi thêm về dòng BlackBerry 8007. Thì BlackBerry 8007 tới nay đã là một cuộc hành trình rất xa, đi một khoảng thời gian rất dài từ năm 2005 cho tới những cái năm cuối 2007 và là 8. Thì tại sao tôi lại dành một tình cảm đặc biệt cho 8007 đến như vậy? Cái điều đầu tiên đó là mình chia sẻ với các bạn là cái dòng điện thoại 8007 mình yêu thích đó là 8007G. 8007G thì có vô vàn những cái máy như là Movista, Team, O2, KPN hay là rất là nhiều nhà mạng trên thế giới này. Có lẽ nói một câu không ngoa nhưng mà 8007 xứng đáng là một điện thoại có nhiều nhà mạng hợp tác nhất để sản xuất cái dòng điện thoại này. Có vô số bạn nhắn tin hỏi mình là theo anh thì điện thoại nào là điện thoại xịn nhất trong dòng BlackBerry 8007? Câu này mình xin trả lời các bạn là thật ra tất cả những máy 8007 đều như nhau. Có chăng là nó chia làm các đời như là 2005, 2006 và 2007. Thì trong các đời đó nó chia từng quý. Cứ mỗi quý thì nó là có sự khác biệt. Mà muốn biết được sự khác biệt này thì các bạn phải chơi. Phải chơi rất lâu. Và điều đặc biệt và quan trọng nhất là các bạn phải sở hữu được rất nhiều những chiếc 8007 thì các bạn mới có thể biết được. Và điều này thì ở đất nước Việt Nam là không phải ai cũng làm được. Mình nói một câu các bạn đừng giật mình. Tôi khẳng định với các bạn rằng để các bạn có thể sở hữu được tất cả những máy 8007 của các dòng mà new full box, ít nhất các bạn phải bỏ ra hơn 100 triệu. Đó là mình nói ít nhất nhé. Còn nếu như mình bán bây giờ, mình có thể bán những cái máy 87 mình bán new full box, mình thường bán 10 triệu. Còn tới bây giờ thì chỉ có 8007 Roger new full box là không thể nào có. Hoặc là mình có biết người có nhưng mà họ không bán lại. Nhưng mà chiếc máy đó thì cũng chỉ là new thôi. Nhưng mà cái độ hiếm của nó thì nó vô cùng là khủng khiếp. Đó là câu đầu tiên mình chia sẻ với các bạn. Vậy thì câu hỏi thứ hai. Vậy thì các bạn nói là cái bản chất của một cái chiếc máy 8007 thì có một cái câu là trách kín nhựa vuông, bo sóng vàng, khay sim vuông, màn no siri. Đây là một cái câu mà rất là nhiều dân chơi ngày trước chơi. Và trong cái quá trình bán hàng của mình thì mình khẳng định với các bạn là mình bán đến hàng trăm con như vậy rồi. Đó, nhưng mà mình đã chia sẻ tiếp cho các bạn biết. Vậy thì nếu mà nói như vậy thì các bạn nghĩ là nó có thực sự xịn hay không? Thì mình lấy một cái ví dụ cơ bản là các bạn biết là chơi cái gì cũng vậy, đời trước đời sau nó giống như các bạn chơi xe vậy. Những cái chiếc đời sau chắc chắn nó sẽ cải tiến hơn. Nếu các bạn đã từng sở hữu một chiếc 8007 trách kín nhựa vuông và một chiếc 8007 trách hở và nhựa búa, thì tại sao họ lại tạo ra trách hở? Mình khẳng định chiếc trách hở nghe gọi to hơn. Mình khẳng định với các bạn là như vậy. Nếu các bạn đã từng sở hữu những chiếc 8007 T-Mobile đời 2005 hay là những cái chiếc T-Mobile mà nó sản xuất cái series sau này ấy, nó có những chiếc T-Mobile sản xuất năm 2007 ấy, mình khẳng định là loa to hơn rất nhiều. Đó. Cái điều này thì nó minh chứng cho cái chuyện là những cái con đời sau nó luôn luôn cải tiến hơn những con đời trước, nhưng cũng không thể phủ nhận được là những cái chiếc đời đầu các bạn vẫn có những cái thứ, những cái gọi là cái bản chất riêng. Ví dụ như màu sơn của những chiếc 2005 lúc nào nó cũng vẫn hay hơn. Các bạn nhìn kỹ các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ thích cái con 2005 hơn là những con đời sau. Hay là những cái chiếc Roger chẳng hạn, đặc biệt là chiếc Roger. Cái chiếc 2005 nó vẫn có cái gì đó, nó có một vẻ đẹp riêng. Hay nói nôm na như cái chuyện mà các bạn đang so sánh một chiếc Vespa cổ với một chiếc Vespa mới vậy. Cái chiếc Vespa mới nó hào nhoáng hơn, nó sành điệu hơn, nhưng mà nó vẫn có cái gì đó, nó không có được cái chất như những cái chiếc Vespa cổ. Và đó là làm nên cái bản sắc của cái dòng đó. Cái câu hỏi thứ ba là các bạn hỏi là 87R là một cái chiếc điện thoại xịn nhất trong dòng 87 phải không? Tôi khẳng định với các bạn luôn, 87R là cái điện thoại tôi ghét nhất trên cái cõi đời này. Và trong bộ sưu tập của tôi từ ngày xưa, tôi chỉ có 4 cây. 4 cây đó đã bị mất vào năm 2014. Lý do đầu tiên khi tôi ghét dòng 87R đó là cái chữ Roger của nó rất dễ bong. Tôi thề với các bạn luôn, cái chữ Movista này nếu các bạn dán keo vào này thì hên xui lâu nó mới bong. Chứ riêng con Roger mà dán keo vào bóc ra bay luôn chữ Roger luôn.
Đó là cái đầu tiên tôi ghét dòng Roger đó, đó là như vậy. Bây giờ mình nói về cái chuyện ghét trước, mình chê trước thì mình sẽ khen sau. Dòng 87 Roger và dòng 87 Xing, những con đời đầu hay bị tình trạng là ốc T5 nằm ở đây. Dòng AT&T cũng vậy, các bạn chỉ cần để sai ốc nha, các bạn sẽ bạn nói chung là cái bộ vỏ này này mà dính vào con 87C, tất cả dòng 87C luôn. Các bạn chỉ cần vặn ốc dài, cái chỗ này nó toét ốc ra ngay. Đây, ốc T5 nó nằm ngay ở cái góc này. Các bạn vặn banh cái bộ vỏ này luôn. Cái điều này tôi xem đó là điều không ổn. Tôi rất ghét những cái điều đó. Tôi thích những con máy mà nó đẹp, nó độc, nó lạ nhưng nó phải bền cơ. Tôi không thích một con máy mà các bạn lắp sai con ốc mà nó cũng hư bộ một cái bộ vỏ. Đó là một cái điều đó rất là phi lý. Đó là lý do tại sao tôi không thích con 87R là như vậy. Một điều nữa mình chia sẻ với các bạn này. 87R, 87C và 87 AT&T, mình đã từng độ vỏ rất nhiều và mình khẳng định với các bạn luôn, tôi thì không có máy móc để mà đo đạc đâu, nhưng mà mình đã từng có một khoảng thời gian chơi với những người độ vỏ rất là siêu đẳng. Họ độ vỏ vỏ rất là kinh khủng, không chỉ ở miền Bắc mà có ở miền Nam nữa. Họ độ vỏ, họ sơn vỏ và họ nhận định với tôi một điều rằng bộ vỏ 87R rất mỏng. Các bạn chỉ cần chạm nhẹ vào những cái khớp này, các bạn không tin các bạn cứ thử làm mà xem. Tôi thề với các bạn vặn cái con 87, cái dòng 87G này 100 lần, 1000 lần nó không tét ốc. Nhưng riêng mà vặn dòng 87C, AT&T, Xing và Roger chắc chắn là bánh xác. Đó. Còn nếu mà khen nhé, khen 87R có chữ Roger rất là đẹp. Nếu ai thì mình thì không mang cây Roger của mình, mình còn 3 cây nữa nhưng mà nó không được mới lắm. Rất là nhiều người hỏi mua mình nhưng mình không bán những cái cây đó tại vì mình đã từng mất rồi. Nên là bây giờ mình chỉ để mình trưng bày thôi. Nói về cái chuyện mà logo Roger thì cái chữ Roger nó rất là hấp dẫn rồi. Cái màu sơn Roger nó cũng rất đẹp, cái tem của Roger nó cũng rất đẹp. Đó. Nói chung là giống như cái kiểu mà các bạn đam mê thì các bạn thích cái nhà mạng Roger thì các bạn cứ nghĩ là nó đẹp chứ thực ra là chất lượng nó như nhau cả thôi. Còn có chăng là cái sự thích thú của chúng ta đôi lúc nó làm cái giá trị sản phẩm nó tăng lên. Đó, đó là mình nói về cái câu chuyện về Roger. Và các bạn biết không, có một điều đặc biệt tôi chia sẻ nữa là tôi là một người rất đam mê 87, hầu như con 87 nào tôi cũng có, nhưng mà tôi lại không thích sưu tập nhà mạng Roger. Về cái dòng 87, tôi có rất nhiều máy 9000 Roger, 99 Roger, 981 Roger, hay có rất nhiều những con Roger full box, nhưng riêng 87 Roger full box tôi không thích. Mặc dù bây giờ đang ở bên Amazon, một anh thương gia của mình ở bên Tây Ban Nha cũng có một con 87 Roger Light New, nhưng nó bán rất cao, nhưng mình cũng không có nhã hứng với cái cây đó lắm, nên mình không ship về. Chia sẻ tiếp với các bạn là như vậy. Vậy thì nhiều người hỏi tôi một câu chuyện này, tôi kể tiếp với các bạn một câu chuyện này này nữa. 87 có voi hay không? Câu chuyện là khá là hài hước. Đây là nó bắt nguồn từ một cái câu chuyện của mình với một cái thương gia trong thành phố Hồ Chí Minh. Ngày trước mình có va phải một thương gia trong thành phố Hồ Chí Minh. Anh này thì có một cái tính là rất là thích thể hiện thái quá. Tức là anh chuyên gia đi phá những cái bài của người khác. Và theo một cái bình luận là mình nói với các bạn này, mình tâm sự luôn. Cái lô 87 Movis Star ở đất nước Việt Nam trong vòng một năm nay là do mình và một người bạn nữa ship về. Là tất cả những máy Movista các bạn đang xài ấy là do mình bán đó, mình nhập đấy. Nhưng mà cái chuyện ở đây là tại sao nó có cái tem void ở đây? Nó không phải là tem void đó các bạn à. Cái thằng seller bên nước ngoài nó bán, nó dán vào để chống trường hợp mà các bạn khui ra đó. Chứ chả có cái con 87 đâu có tem void ở đây cả. Hôm nay mình nói rõ cho các bạn biết điều đó. Còn dòng 8707G và 8707V thì nó có một cái tem. Cái tem chính xác của cái tên chính xác của cái tem đó người ta gọi là tem void stop. Tem void stop này đã tồn tại trên những chiếc 72XX từ thời rất là xa xưa cổ đại rồi. Các bạn nghe kỹ nhé, tem void stop đó là cái tên chính xác của cái dòng tem đó. Còn sau này khi mà 99 ra đời và những cái con máy 978 ra đời thì nó chỉ có một cái tem nhỏ ở dưới bottom. Tem đó từ thời đó nó không có chữ stop nữa mà nó gọi là tem void. Mình nói cho các bạn thêm một cái khái niệm nữa mà các bạn có thể biết thêm. Vậy thì thời đó anh nó thì không, thằng nhỏ nó kém tuổi hơn mình thì nó mới nói bảo là thế này thế nọ, rồi muốn thể hiện cái tôi cá nhân lên thì mình mới nói bảo là nếu bạn muốn so kiến thức về BlackBerry bạn hãy qua quận Bình Thạnh để gặp mình. Bạn muốn đối đáp 1 cũng được mà muốn đối đáp 10 cũng được, mình sẽ tiếp bạn từ dòng cổ cho tới dòng cao cấp nhất. Mình có một khoảng thời gian đam mê và sưu tầm rất là lâu. Mình cũng đã từng làm Jordan 3 năm. Tính mình thì không thích khoe khoang nhưng mình khẳng định với các bạn luôn. Mình chơi điện thoại đến mức độ mà mình không cần phải mở máy, mình đã biết con máy nó dựng và đến từ nước nào. Mà mình biết nguồn gốc của nó ở đâu. Nên tốt nhất là khi các bạn chơi ấy,
các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ đó và hiểu được cái giá trị con máy của mình sở hữu, để không gặp phải những cái tình trạng một là bị lừa, hai là lâm vào cái tình trạng là mình sưu tầm nhưng mình không biết những cái thứ đó nó như thế nào. Các bạn tự nghĩ đi, các bạn chơi vào cái thứ nào đó mà các bạn không hiểu rõ, đến lúc không may các bạn vấp phải những cái tai nạn để các bạn lại đâm ra các bạn trách những người khác, cái đó là trách các bạn thôi chứ chả trách ai cả. Có một câu nói rất là hay, chỉ có người mua lầm, những người bán không bao giờ lầm, đó là nguyên tắc. Còn mình nói thật luôn, cái quá trình mình làm video clip tới này đã gần 5 năm, có rất là nhiều người xem, có những video clip của mình lên tới 50.000 lượt xem, nhưng cũng có nhiều người tới với mình với một thái độ rất chân thành, có thể tay bắt mặt mừng, ôm hôn thắm thiết cũng cũng có, nhưng có nhiều người, người ta không thích cái cách nói chuyện của mình, tại vì mình nói chuyện rất thật và đôi lúc nó pha một chút ngông cuồng. Nhưng đây là một điều mình muốn nói thẳng với các bạn là, thứ nhất, mình chỉ nói những điều mình biết và những điều mình cảm thấy rằng nó tốt cho các bạn. Các bạn có thể không nghe cũng được hoặc nghe cũng được, tùy các bạn. Nhưng khi mà các bạn chơi thì các bạn phải bỏ một chút thời gian ra. Theo mình được biết là Tinh Tế sắp tới nó cũng sẽ đóng cái mảng người ta gọi là tham khảo ý kiến dành cho những cái bài viết ngày xưa về BlackBerry, dần dần nó sẽ đóng. Tại vì thời trước mình chơi Nokia nó cũng đóng luôn cái mục memo rồi. Trước khi mà tới với BlackBerry mình chơi Nokia rất là kinh khủng. Mà sau này mình chơi BlackBerry thì càng ngày cái nguồn information, cái nguồn thông tin của các bạn á, nó sẽ càng ngày càng ít lại. Nên là khi mà các bạn chơi thì các bạn chịu khó các bạn tìm hiểu đi. Mà nếu mà giả sử như không tìm hiểu được thì mình cố gắng mình tìm những cái người mà các bạn có thể tin tưởng được, thì các bạn có thể học hỏi, các bạn có thể tham khảo ý kiến. Mình đã từng tư vấn cho rất là nhiều người để sưu tập những bộ sưu tập khá là khủng khiếp, và rất là nhiều người mua những con máy về để xài. Nhưng mà với một cái điều kiện mình vẫn luôn nói trong bài của mình hoặc là những clip của mình, khi các bạn đến với tôi, các bạn phải có điều đầu tiên, nó không phải là tiền mà nó là thái độ chân thành, thì tôi sẽ tiếp đón với các bạn. Các bạn quý tôi 1, tôi quý các bạn 10 đó. Nhưng mà tốt nhất là các bạn đừng dây đến tôi, dây đến tôi là mệt lắm đó. Mình nói đùa thế thôi. Hôm nay trời mưa rất là to nên mình làm một cái clip vui vẻ để gửi tặng tới anh em và giải đáp cho anh em những cái thắc mắc xung quanh cái việc 8.700. Và một câu cuối cùng nữa là có rất là nhiều người bạn hỏi mình là, vậy suốt cuộc anh đam mê dòng 87 nào? Tôi đam mê dòng 87G. Bởi vì sao? Bởi vì nó quá hầm hố, nó quá hổ báo. Và đó cũng là một cái điều mà không những tôi mà rất là nhiều anh em khác đam mê. Mình cũng ship về rất nhiều nắp cù để bán. Tuy nhiên sau khi xài nắp cù thì mình phải công nhận một điều rằng, đôi lúc sự nguyên bản, sự giản dị nó sẽ làm nên một cái thứ mà mình không thể quên. Đó, các bạn thấy không? Một chiếc 8.700 vuông thành sắc cạnh, rất là lịch lãm và nó cũng rất là lì lợm. Chúc các bạn có những khoảnh khắc vui vẻ đối với chiếc 8.700 của mình, và chúc mừng những người bạn nào đã từng được mình bán cho những chiếc 8.700 Movistar. Các bạn sẽ yêu thêm chiếc Movistar của mình. Và nếu các bạn có thắc mắc gì, inbox mình sẽ giải đáp giúp các bạn từ A đến Z. Nhưng mà vui lòng là nhắn tin trước 11 giờ, tại vì đợt này mình cũng có rất nhiều công việc sau 11 giờ. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ của mình. Chào tạm biệt.